Gia nhập làng giải trí hơn 5 năm, Đinh Vũ Hề từng tham gia không ít bộ phim lớn nhỏ. Anh chàng cũng từng nhận được sự chú ý lớn từ sau bộ phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Tuy nhiên, có lẽ do duyên phận với con đường lưu lượng vẫn chưa đến, mà trong suốt thời gian qua Đinh Vũ Hề khá im ắng so với đồng nghiệp đồng trang lứa. Chỉ đến khi Vĩnh Dạ Tinh Hà được lên sóng, bằng khả năng diễn xuất xuất sắc, Đinh Vũ Hề một lần nữa quay trở lại đường đua của những tiểu sinh lưu lượng sau 95 được quan tâm nhất Cbiz. Trong video này, hãy cùng Cbiz Phim tìm hiểu thật nhiều điều thú vị về cuộc đời và sự nghiệp của Đinh Vũ Hề nhé. Đôi nét về Đinh Vũ Hề. Đinh Vũ Hề tên thật là Đinh Chu Kiệt, anh sinh vào tháng 7 năm 1995 tại Thượng Hải. Niềm đam mê dành cho diễn xuất của Đinh Vũ Hề bắt đầu từ khi anh có cơ hội tham gia một buổi chụp hình quảng cáo vào năm lớp 11. Cũng chính tình yêu đó đã giúp nam diễn viên trẻ bén duyên với con đường sự nghiệp sau này. Năm 2013, anh thi vào Học viện Hí kịch Thượng Hải chuyên ngành đạo diễn và đã tích cực góp mặt trong các hoạt động biểu diễn, cũng như tham gia nhiều tác phẩm quảng cáo trong thời gian học tập tại trường. Với tinh thần nghiêm túc theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, nam diễn viên đã ký hợp đồng với công ty truyền thông Quang Tuyến và sau đó chính thức ra mắt công chúng vào năm 2017. Để có được chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh Hoa ngữ như hiện tại, Đinh Vũ Hề đã rất từng chênh vênh trong những bước đầu chập chững vào nghề, trải qua không ít thăng trầm trên con đường chinh phục nghệ thuật. Chính thức chào sân với tác phẩm đầu tay vào năm 2017 nhưng đến mãi năm 2020, tên tuổi của chàng diễn viên điển trai mới thật sự nhận được sự chú ý từ công chúng. Sau vai diễn Chu Thời Uẩn trong phim Đẹp Trai Là Số 1 và vai Trần Thước trong phim Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Hành trình chinh phục con đường nghệ thuật gian nan. Tác phẩm đánh dấu sự khởi đầu trong con đường sự nghiệp của Đinh Vũ Hề là bộ phim Trò Chơi Tula với vai diễn Cha Kiến. Để có màn hóa thân chỉn chu, nam diễn viên đã dành nhiều tâm huyết và thời gian để nghiên cứu cho từng phân cảnh, song tác phẩm này chưa thực sự nổi bật và tạo được tiếng vang lớn như sự kỳ vọng. Không nản chí, Đinh Vũ Hề tái xuất trong bộ phim Học Tỷ Ma Cà Rồng, bộ phim điện ảnh đầu tiên trong sự nghiệp của anh. Vai diễn Lưu Xuyên đòi hỏi nam diễn viên phải có sự tinh tế và linh hoạt trong từng phân cảnh, khi nhân vật vốn là ma cà rồng đội lốt người. Dù quy tụ nhiều gương mặt trẻ nhưng bộ phim không thực sự tạo được cơ hội tỏa sáng cho những ngôi sao tiềm năng, khi hầu hết các diễn viên đều chưa có điểm nhấn trong diễn xuất. Không chỉ vậy, bộ phim này còn khá gây thất vọng bởi kịch bản chưa có sự mới mẻ và đột phá, đối tượng tác phẩm hướng đến còn hạn chế cũng như chưa lôi cuốn được người xem. Cũng trong năm 2017, nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong phim điện ảnh Ác Ma Cuối Cùng trong vai Sơ Nguyên. Tạo hình bí ẩn cùng lối diễn xuất linh hoạt đã giúp anh nhận được nhiều lời nhận xét tích cực từ cộng đồng mạng. Mặc dù rất chăm chỉ lựa chọn kịch bản và góp mặt trong nhiều bộ phim khác nhau nhưng nam diễn viên chưa ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng người xem và gặt hái được những thành công đáng chú ý. Những bước đệm quan trọng trong sự nghiệp. Một năm sau đó, Đinh Vũ Hề quay lại địa hạt truyền hình với vai diễn Đông Phương Bất Bại trong Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Bộ phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ năm 2018 từng được kỳ vọng sẽ có sự đột phá trong kịch bản lẫn diễn xuất, nhưng ngược lại với kỳ vọng của khán giả, tác phẩm lại nhận về lại nhiều ý kiến trái chiều. Bộ phim đã vấp phải nhiều lời chỉ trích, thất vọng với kịch bản thiếu sự liên kết, chồng chéo giữa nhiều thể loại với nhau cùng dàn diễn viên non trẻ, thiếu kinh nghiệm và tạo hình nhân vật không phù hợp. Sau phim Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ, Đinh Vũ Hề tích cực tham gia một số chương trình tống nghệ dành cho diễn viên để trau dồi thêm khả năng diễn xuất. Thông qua những chương trình này, anh đã học được thêm nhiều bài học kinh nghiệm về diễn xuất nhờ việc quan sát và trải nghiệm thực tế khi làm việc cùng nhiều tiền bối trong nghề. Cuối năm 2018, anh tiếp tục tham gia chương trình Phẩm Cách Diễn Viên. Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân, cùng niềm đam mê diễn xuất, Đinh Vũ Hề đã liên tục gặt hái nhiều thành công trong chương trình. Khi lọt vào danh sách 8 thí sinh xuất sắc nhất để bước vào đêm chung kết và đã trở thành quán quân của chương trình. Tài năng của nam diễn viên được khẳng định khi điểm số đến từ ban giám khảo cũng như số phiếu từ truyền thông bầu cho anh hầu như đều đạt điểm tuyệt đối. Tuy nhiên sự nghiệp của nam diễn viên vẫn không khởi sắc mấy, dù đã có những bước đệm nhất định. Năm 2019, anh tiếp tục góp mặt trong hai dự án phim truyền hình là 8 phút ấm áp và Bí mật của tương lai. Cả hai vai diễn là chàng hot boy học đường với nhiều chiêu trò tán đổ crush trong 8 phút ấm áp hay chàng luật sư điềm đạm, lạnh lùng trong Bí mật của tương lai của nam diễn viên đều nhận được những đánh giá tích cực từ người xem, song vẫn chưa đủ để khẳng định tên tuổi của nam diễn viên trên màn ảnh Trung Hoa. Những bứt phá ấn tượng. Năm 2020 là một năm thành công vang dội đối với Đinh Vũ Hề khi nam diễn viên lần lượt tỏa sáng trong 3 dự án phim, gồm cả phim điện ảnh và phim truyền hình. Sự tỏa sáng đó đã giúp anh được sự công nhận của công chúng một cách rộng rãi và nâng tầm tên tuổi của nam diễn viên trong làng điện ảnh Trung Quốc. Đầu tiên phải kể đến vai phụ xuất sắc trong bộ phim truyền hình Thanh Bình Nhạc, bộ phim với sự quy tụ của dàn diễn viên nổi tiếng như Vương Khải, Giang Sơ Ảnh.
Thanh Bình Nhạc đã thu hút khán giả Trung Quốc ngay từ những tập đầu tiên và đạt tỷ suất người xem đến gần 10% ở tập cuối cùng, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất Trung Quốc tại thời điểm đó. Tác phẩm tiếp theo đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của Đinh Vũ Hề không thể không nhắc đến Đẹp Trai Là Số 1, anh nhận vai nam chính và đóng cùng bạn diễn Trương Dư Hi. Đẹp Trai Là Số 1 được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lục Mang Tinh, kể về hành trình theo đuổi nam thần là bác sĩ Chu thời uẩn đầy gian nan của nữ diễn viên nổi tiếng Tô Căng Bắc. Sự kết hợp vô cùng đáng yêu và lôi cuốn của cặp đôi đã giúp bộ phim nhận được rất nhiều lời khen ngợi ngay từ những tập đầu tiên. Với ngoại hình điển trai, quyến rũ cùng tính cách mạnh mẽ, quyết đoán, Đinh Vũ Hề đã thành công trong việc chiếm trọn tình cảm và để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem. Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn là tác phẩm được cho là thành công nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Đinh Vũ Hề tính đến năm 2020. Bộ phim gây được tiếng vang lớn cả trong và ngoài nước, liên tục đứng đầu về tỷ lệ người xem trong cùng khung giờ chiếu với các phim truyền hình khác. Trong phim, nam diễn viên vào vai nhân vật Hàn Thước, thiếu thành chủ Thành Huyền Hồ có võ công cao cường, nhưng không may mắc chứng bệnh tim bẩm sinh. Cách duy nhất để có thể kéo dài sự sống là phải tìm được Long Cốt, tuy nhiên trên đường tìm kiếm chàng lại bị công chúa Trần Thiên Thiên, do Triệu Lộ Tư thủ vai, ép hôn. Bộ phim kể về những tình huống giờ khóc giờ cười của hai nhân vật chính trong hành trình tìm cách trở lại thời hiện tại của Trần Thiên Thiên, mang lại những phút giây giải trí cho khán giả. Hành trình khẳng định tên tuổi. Sau những thành công rực rỡ trong năm 2020, Đinh Vũ Hề tiếp tục góp mặt trong nhiều dự án phim khác vào năm 2021, mà tiêu biểu nhất là tác phẩm truyền hình Khúc Biến Tấu Ánh Trăng hợp tác cùng với Ngô Thư Hân. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thanh Mỗi, kể về cô nàng trẻ tràn đầy nhiệt huyết tên Sở Lễ. Sau nhiều cố gắng đã được nhận vào làm tại nhà xuất bản Mơ Ước, nhưng lại phải làm việc cho đại thần khó tính là chú Xuyên. Sự tương tác đáng yêu giữa hai diễn viên đã đem đến những thước phim ngọt ngào, giúp cho bộ phim trở thành những tác phẩm được đón nhận vào mùa hè 2021, cũng như tăng độ nhận diện và thứ hạng của hai diễn viên trẻ trên bảng xếp hạng minh tinh. Năm 2022, Đinh Vũ Hề xuất hiện trong phim điện ảnh 10 năm nhất phẩm Ôn Như Ngôn, phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Thư Hải Thương Sinh. Nội dung phim kể về tình yêu thời trẻ tuổi cho đến khi trưởng thành của Ôn Hoành, do Nhậm Mẫn thủ vai, và Ngôn Hy, do Đinh Vũ Hề thủ vai. Vốn tưởng cuộc sống bình yên cứ thế tiếp diễn, nhưng không may gia đình Ngôn Hy gặp biến cố. Cùng lúc đó, anh cũng mắc phải bệnh tâm lý nên quyết định ra nước ngoài chữa trị. 10 năm sau, họ gặp lại nhau và có cơ hội nói ra tấm chân tình của mình. Năm 2023, bộ phim Người Trong Mộng Xuân Khuê do Đinh Vũ Hề và Bành Tiểu Nhiễm đóng chính được lên sóng. Phim kể về Quý Mạn, một thiếu nữ vô lo vô nghĩ, có năng khiếu kinh doanh. Trong một lần du ngoạn, cô gặp tai nạn và mất trí nhớ. Đến khi tỉnh lại, Quý Mạn vô tình thay thế chị gái song sinh gả cho Hầu Gia Ninh Ngọc Hiên. Hầu Gia là một người cao ngạo, luôn tỏ ý ghét bỏ phu nhân nên cuộc sống của Quý Mạn không được vui vẻ. Cô tìm mọi cách để hòa ly với Ninh Ngọc Hiên nhằm thoát khỏi Ninh Phủ. Tuy nhiên, chưa kịp ly dị thì Quý Mạn đã phải lòng phu quân. Cô cam tâm tình nguyện sống dưới danh phận của chị gái để giúp đỡ Ngọc Hiên kinh doanh và hành hiệp trượng nghĩa. Cũng trong năm 2023, bộ phim Bảy Kiếp May Mắn của Đinh Vũ Hề cũng được lên sóng. Bảy Kiếp May Mắn thuộc thể loại phim huyền huyễn. Phim kể về tỷ nữ trông coi Tơ Hồng tên Vân Tường, do Dương Siêu Việt thủ vai, và Tiên Quân Sơ Không, do Đinh Vũ Hề thủ vai. Trong một lần mâu thuẫn, hai người đã làm rối dây Tơ Hồng của Nguyệt Lão. Biết chuyện, Ngọc Hoàng phạt Vân Tường và Sơ Không phải chịu bảy kiếp sinh lão bệnh tử ở chốn nhân gian mới được quay về thiên đình. Trong bảy kiếp đó, sợi tình của họ đều vướng vào nhau, cùng nhau trải qua vô vàn hỉ nộ ái ố. Đáng tiếc, dù có nhiều phim lên sóng trong khoảng thời gian từ 2021 đến 2023, nhưng tên tuổi của Đinh Vũ Hề lại không thể bật lên được, dù diễn xuất của anh trong những bộ phim này đều ở mức tròn vai đến tốt. Nhiều người cho rằng nguyên nhân Đinh Vũ Hề không hot là do nam diễn viên chưa đủ đẹp trai, nhan sắc của anh chàng không phải là gu của công chúng. Thêm vào đó, nguyên nhân còn do các kịch bản phim mà anh tham gia chưa đủ thu hút, bạn diễn của anh cũng diễn xuất chưa đủ tốt. Nhưng đáp lại những bình luận ác ý của cộng đồng mạng về bản thân và bạn diễn của mình, Đinh Vũ Hề không hề trốn tránh, thậm chí anh còn nhận hết trách nhiệm về mình. Khi lên tiếng rằng tất cả là do anh vẫn chưa đủ tốt, nên anh sẽ cố gắng hơn trong dự án tiếp theo và mong công chúng hãy cho anh thêm cơ hội. Viên Ngọc Thô cuối cùng cũng đến ngày tỏa sáng. Năm 2024, Đinh Vũ Hề có 3 bộ phim được lên sóng, dù đều là phim cổ trang nhưng mỗi bộ phim và vai diễn của anh đều mang một sắc thái riêng biệt. Đầu năm 2024, bộ phim Đại Lý Tự Thiếu Khanh Du được lên sóng. Đây là bộ phim cổ trang thuộc thể trinh thám, hài hước do Vương Uy đạo diễn, chuyển thể từ bộ truyện tranh Nhật Ký Đại Lý Tự. Bộ phim lấy bối cảnh thời Đường, xoay quanh Đại Lý Tự, một trong những cơ quan xử án quan trọng của triều đình, chịu trách nhiệm điều tra và xét xử các vụ án lớn. 3 năm trước, vị Đại Lý Tự Khanh đã bị ám sát,
để lại người con trai duy nhất là Lý Bính, do Đinh Vũ Hề thủ vai. Sau cái chết của cha, Lý Bính tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Trên đường đưa linh cữu cha về quê, anh gặp phải biến cố khiến mình bị biến thành một sinh vật nửa người nửa mèo. Suốt 3 năm, Lý Bính âm thầm điều tra cái chết của cha cũng như bí ẩn về cơ thể nửa mèo của mình. Khi trở lại kinh thành, anh phát hiện ra hàng loạt vụ án mạng liên tiếp xảy ra và quyết định điều tra, vừa để tìm ra sự thật đằng sau cái chết của cha, vừa để khôi phục công lý. Đến giữa năm 2024, bộ phim Trường Lạc Khúc do Đinh Vũ Hề và Tiểu Hoa sinh 2005 là Đặng Ân Hy được lên sóng. Phim mới của Đinh Vũ Hề đóng, Trường Lạc Khúc, là phim cổ trang, trinh thám, huyền nghi do Vương Uy đạo diễn, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Phượng Hoàng Tê. Phim xoay quanh mối quan hệ giữa Nhan Hạnh và Thẩm Độ, hai nhân vật oan gia không ưa nhau nhưng buộc phải trở thành vợ chồng. Nhan Hạnh, do Đặng Ân Hy thủ vai, cô là thứ nữ của Nhan Phủ, nhưng lại có khả năng phá án xuất sắc nhờ được đào tạo từ nhỏ. Khi chị gái Nhan Thái Vi bỏ trốn khỏi cuộc hôn nhân do Thái Hoàng Thái Hậu sắp đặt với Thẩm Độ, do Đinh Vũ Hề thủ vai, Nhan Hạnh phải gả thay để bảo vệ gia đình. Thẩm Độ là người đứng đầu đội cận vệ hoàng gia, nổi tiếng với tính cách tàn nhẫn. Trong đêm tân hôn, Thẩm Độ nghi ngờ Nhan Hạnh là nội gián và đặt ra 3 điều kiện cho cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, khi những vụ án bí ẩn liên tiếp xảy ra tại Kinh Đô, cả hai buộc phải hợp tác để điều tra. Qua mỗi vụ án, mối quan hệ giữa họ dần trở nên thân thiết hơn. Từ hai người xa lạ, họ trở thành những cộng sự đáng tin cậy, cùng nhau bảo vệ an toàn cho dân chúng. Hai bộ phim này đã dù không quá thành công, nhưng đều nhận về nhiều bình luận tích cực, cả nhan sắc và diễn xuất của Đinh Vũ Hề trong phim đều nhận được nhiều lời khen. Có thể nói, đây chính là bước chạy đà hoàn hảo cho sự bùng nổ của Đinh Vũ Hề trong giai đoạn nửa cuối năm 2024. Từng bước thượng vị, diễn xuất chỉnh dung. Tháng 11 vừa qua, sau khi bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà được lên sóng, cái tên Đinh Vũ Hề lại một lần nữa hot trở lại khắp các mạng xã hội. Khi nhân vật nam chính Mộ Thanh, do Đinh Vũ Hề thủ vai đang liên tục chễm chệ trên top một bảng xếp hạng hot search của xứ Trung. Những từ khóa như Đinh Vũ Hề thu dọn đồ đạc, thăng hạng địa vị hay Đinh Vũ Hề lên bàn đã nằm trong hot search suốt mấy ngày liền. Ngoài ra, sau khi bộ phim Vĩnh Dạ Tinh Hà lên sóng, Đinh Vũ Hề còn được cộng đồng mạng tặng thêm các cụm từ mỹ miều như diễn xuất chỉnh dung, diễn xuất phẫu thuật thẩm mỹ. Mở đầu câu chuyện Vĩnh Dạ Tinh Hà, nhân vật do Đinh Vũ Hề thủ vai được giới thiệu là một thợ săn yêu quái. Khi câu chuyện tiến triển, khán giả phát hiện rằng anh sở hữu dòng máu nửa người nửa yêu, khi giải phong ấn sẽ bộc phát năng lượng không kém gì yêu quái. Nhân vật Mộ Thanh có thái độ ngạo mạn, có cái nụ cười nhếch môi khinh khỉnh với cả thế gian, chỉ nhún nhường với tỷ tỷ Mộ Dao của mình. Đến khi tháo cột tóc, giải trừ phong ấn, lúc này tính cách yêu bộc lộ với sự lạnh lùng bá chủ nhân gian. Song, dù là nhân cách nào, anh vẫn không thể giấu nổi sự dịu dàng khi nhìn Lăng Diệu Diệu do Ngô Thư Hân đóng. Cư dân mạng cho rằng bộ phim này đã giúp họ lần đầu tiên thực sự chiêm ngưỡng tài mạo của Đinh Vũ Hề, bởi họ không còn chỉ bị thu hút bởi vẻ ngoài của anh mà còn chứng kiến sự đột phá và trưởng thành trong kỹ năng diễn xuất của nam diễn viên. Sự nhập vai quá tốt của Đinh Vũ Hề trong phim Vĩnh Dạ Tinh Hà khiến ai cũng phải nhìn anh bằng một con mắt mới. Rất nhiều người cho biết khi xem phim này mới nhận ra nam diễn viên cuốn hút đến mức độ nào. Đầu tiên, sự cuốn hút đến từ tạo hình. Kiểu tóc đuôi ngựa cột cao mang đến cảm xúc trẻ trung, có chút bất cần, ngỗ nghịch cho Đinh Vũ Hề. Nhiều người bình luận, tôi cảm thấy càng xem thì anh ấy càng đẹp, Đinh Vũ Hề với mái tóc đuôi ngựa cao thật hấp dẫn. Nụ cười với mái tóc đung đưa khi bước đi thật dễ thương. Anh ấy trông giống như một đứa trẻ ngủ ngáo, thật là ngạo nghễ. Việc hút fan do ngoại hình mang đến khởi đầu thuận lợi cho các diễn viên. Song, một diễn viên không thể phát triển sự nghiệp nếu chỉ dựa dẫm vào ngoại hình. Với Đinh Vũ Hề, Vĩnh Dạ Tinh Hà đã cho phép anh vận dụng kỹ thuật diễn xuất. Để diễn tả nhân vật Mộ Thanh, nam diễn viên đã sử dụng lối diễn hơi cường điệu, ví dụ như khi làm quá lên những lúc bắt nạt Lăng Diệu Diệu hay giả vờ ngoan ngoãn với tỷ tỷ Mộ Dao. Lối diễn xuất này sẽ không phù hợp với các bộ phim lịch sử nghiêm túc, song lại vừa vặn với thể loại phim tiên hiệp hài hước. Đặc biệt khi đối diễn cùng một Lăng Diệu Diệu rất dẹo của Ngô Thư Hân thì đúng kiểu trời sinh một đôi. Điều khiến các khán giả tan chảy trước nhân vật Mộ Thanh của Đinh Vũ Hề là vì ánh mắt. Anh có cách diễn tả cảm xúc một cách không lời qua đôi mắt biết nói. Nhìn chị gái Mộ Dao, đôi mắt tràn ngập sự quan tâm. Nhìn Lăng Diệu Diệu, ban đầu đôi mắt chứa đựng sự ngờ vực, cảnh giác. Càng về sau, khi anh rung động với cô thì sự thay đổi cảm xúc của Mộ Thanh rất rõ ràng. Ở tập thứ 7 Vĩnh Dạ Tinh Hà, Đinh Vũ Hề bắt đầu biến chuyển từ thợ săn yêu thành kẻ nửa người nửa yêu. Nội tâm nhân vật Mộ Thanh đầy sự giằng xé, vừa muốn có được sức mạnh bảo vệ người anh yêu quý, vừa sợ hãi rằng sự man rợ của bản thân sẽ khiến người thương xa cách. Sự phức tạp trong tính cách nam chính Mộ Thanh khiến người xem phải xót thương. Đây là lúc fan hâm mộ của anh đặc biệt thúc đẩy biệt danh diễn xuất phẫu thuật thẩm mỹ trên hot search cho nam diễn viên.
Nhiều khán giả cho rằng kỹ năng diễn xuất của anh cộng hưởng với vẻ bề ngoài xuất chúng đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhận biết của họ đối với Đinh Vũ Hề, khiến họ cảm thấy anh càng ngày càng trở nên hấp dẫn. Dựa trên phản hồi của khán giả, việc Đinh Vũ Hề lựa chọn kịch bản Vĩnh Dạ Tinh Hà đến nay là quyết định đúng đắn. Anh không chỉ thu hút được một lượng lớn người hâm mộ nhờ vẻ ngoài điển trai mà còn giành được sự tôn trọng của khán giả nhờ khả năng diễn xuất của mình. Tương lai của nam thần cổ trang màn ảnh nhỏ này chắc chắn rất đáng mong đợi. Đinh Vũ Hề không chỉ là một diễn viên chăm chỉ, kinh nghiệm mà anh còn là một người vô cùng tử tế và tốt bụng. Anh chàng không ít lần ra mặt giúp đỡ các đồng nghiệp, cũng rất hiểu chuyện và chưa từng có thái độ ngôi sao. Mặc kệ những ồn ào của giới giải trí, những chỉ trích hay chê cười vì vai diễn chưa tốt hay dự án phim ảnh tham gia thành tích chưa cao, nam diễn viên chỉ một lòng quan tâm đến công việc đóng phim, cố gắng cải thiện diễn xuất qua từng nghe, lắng nghe ý kiến của khán giả để thay đổi ngày một tốt hơn. Đinh Vũ Hề sở hữu tất cả những đức tính đẹp đẽ của một chàng trai 10 điểm. Hy vọng tương lai của Đinh Vũ Hề sẽ ngày càng rực rỡ, sáng lạn hơn.